Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn cùng các nhà hảo tâm phóng sự Khốn khổ vì hỏa hoạn. Cuối chuyên mục như thường lệ là thư cảm ơn cùng danh sách các nhà hảo tâm đã đồng hành với chương trình, chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cùng chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội. Bây giờ là nội dung chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm cố gắng chắt góp, vợ chồng anh Trần Minh Hoàng ở thôn 1 xã Rumen, huyện Đam Rông mới dựng được căn nhà làm chỗ tá túp cho con cái. Nhưng rồi chẳng may, một trận hỏa hoạn bất ngờ đã khiến vợ chồng anh Hoàng phút chốc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Đây là hiện trường còn sót lại sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2016. Vụ hỏa hoạn không gây tổn thất về tính mạng, nhưng 50m2 nhà ở, vật dụng cùng 20 triệu đồng tiền mặt bao năm chắt góp dành dụm bỗng chốc biến thành tro bụi. Tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng hơn 100 triệu đồng. Cháy lúc 2 rưỡi thì vợ em đi vắng, hai cha con em ở nhà thì coi như em ôm con bé Ngọc cô ra ngủ. Thì bé Ngọc ngủ trước rồi em mới thiêu thiêu. Em thấy cháy là em lo em ôm con ra, là em la bà con cứu cháy. Nhưng không may thì căn nhà của em thì nó cháy hết rồi, có bà con lắm liền gần và có chính quyền địa phương tới và cứ giúp và hỗ trợ. Thì em cũng thưa chứ đi nằm về thì tôi thấy hai cha con nhà thì về có nghe có nói là không có cháy, không có lấy được cái gì đó hết. Thì giờ tôi thấy không còn gì hết, tôi xỉu được rồi thì bây giờ tôi cũng chẳng còn cái gì hết. Trước hoàn cảnh ấy, ngành chức năng huyện Đam Rông và xã Rumen cùng với bà con hàng xóm đã tổ chức thăm hỏi, động viên và quyên góp ủng hộ để gia đình anh Hoàng trang trải bớt khó khăn sau hỏa hoạn. Tuy nhiên, mong muốn dựng lại các nhà, ổn định cuộc sống vẫn đang là mong muốn nằm ngoài khả năng của khổ chủ. Suốt gần một tháng qua, người đàn ông này đang phải đưa cả gia đình sang nhà người thân tá túc. Chúng tôi cũng mong rằng các cái gia đình có lòng hảo tâm và cơ quan xí nghiệp giúp đỡ cho gia đình anh Trần Minh Hoàng lá rành đùm lá rách để gia đình anh có tiền cất căn nhà để che nắng che mưa, ổn định cuộc sống. Mấy năm trước, anh Hoàng bị tai nạn giao thông gãy chân, giảm sút khả năng lao động. Cuộc sống vốn đã khó khăn sau hỏa hoạn càng trở nên khó khăn hơn. Hơn lúc nào hết, gia đình anh Hoàng đang rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng xã hội để sớm có điều kiện dựng lại căn nhà, giúp các con anh có chỗ ăn, chỗ ở, từng bước ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua chương trình Vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ các gia đình bệnh nhân nghèo. Sau đây là danh sách các nhà hảo tâm cũng như là quý vị và các bạn nghe xem đài ủng hộ cho chương trình Vòng tay nhân ái từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2016. Anh Trần Ngọc Long, 1B Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Vân, chợ Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Sen, bán bún chay, chợ Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Hồng, hẻm 27 Lê Hồng Phong, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Phẩm và bà con Việt Kiều, Canada ủng hộ 13 triệu đồng. Cháu Hoàng Thị Lan Phương, lớp 12B3, trường Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Hoàng Trọng Nghĩa, lớp 7A4, trường Trung học cơ sở Lam Sơn, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, hàng rau chợ Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê chợ Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Diệu, hàng rau chợ Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Khánh Mỹ, thôn Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Vị Văn, thôn Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Cháu Nguyễn Trọng Phúc, thôn Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình anh Tấn Hương, thôn Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng.
chị Lê Thị Hoa Mai, thôn Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Trần Thị Anh Đào, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Một nhà hảo tâm ngụ tại số 9 Hoàng Diệu, thành phố Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Bác Phạm Thị Lý, 68 Ngô Thị Nhậm, thành phố Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Sen, 42 Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Chị Trần Thị Mai Trinh, ấp Nam, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ủng hộ 500.000 đồng. Bác Võ Thị Tám, 29/2, huyện Trân Công Chúa, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Một nhà hảo tâm ngụ tại đường Nguyễn Thiện Nghĩa, phường 2, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Bác Lâm Văn Tấn, 473 tổ 21, phường 11, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 2 triệu đồng. Gia đình bác Trần Xuân Ba, 4/5, hẻm Cầu Đúc, phường 10, ủng hộ chương trình vòng tay nhân ái 5 kỳ, 1 triệu đồng. Anh Nguyễn Minh Quang, Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Anh Phong và nhóm Đạo Tràng Tứ Đại, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Chị Lưu Thị Giỏi, số 2 Cổ Loa, phường 2, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 300.000 đồng. Chị Dương Thị Hồng Tâm, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Phật tử Tịnh Độ, chùa Linh Sơn, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Chị Vũ Thị Hương, 29, Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu đồng. Chị Mai Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường 10, ủng hộ 20 kg gạo. Thầy Thích Diệu Minh, chuẩn đề viên từ phường 1, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 20 kg gạo, 1 thùng mì và 2 chai xì dầu. Anh Nguyễn Hữu Dư, nhà may Hữu Dư, 32 Hàng Thuyên, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Ban Từ Thiện Vạn Hạnh, tặng học bổng 23, học sinh vượt khó, hiếu học, 6 triệu đồng. Tổng cộng 29.600.000 đồng, 40 kg gạo và 1 thùng mì. Chương trình xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm cũng như quý vị và các bạn đã luôn theo dõi chương trình Vòng Tay Nhân Ái và luôn quan tâm ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh không may mà chương trình đã nêu. Và bây giờ, chương trình cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt. Người dân sinh sống tại chung cư Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Đà Lạt phản ánh. Đây là khu chung cư được xây dựng và đưa vào hoạt động chỉ mới hơn 3 năm nay. Tuy nhiên, tình trạng ngập nước, thấm dột trần nhà, hệ thống thoát nước không đảm bảo tiêu chuẩn đang gây hư hỏng nhiều căn hộ. Các hộ dân đã nhiều lần phản ánh đến công ty quản lý nhà Đà Lạt, nhưng chưa được tiếp nhận xử lý một cách có trách nhiệm và hiệu quả.